Hãy cùng tư vấn du học GSI tìm hiểu du học là gì? Du học là việc đi học ở một nước khác với nước hiện tại của người đang sinh sống. Nhằm bổ sung thêm kiến thức ngành nghề để thỏa mãn nhu cầu học tập của bản thân hoặc theo yêu cầu của cơ quan. Tổ chức tài trợ, một số hình thức du học chủ yếu gồm: du học học bổng. Du học học bổng là hình thức du học trong đó du học sinh được cá nhân hay tổ chức nào đó hỗ trợ một phần hoặc toàn phần tài chính cho du học có thể học bổng từ chính phủ hoặc một tổ chức nào đó phía việt nam và học bổng từ phía nước du học dành cho du học sinh ngày càng nhiều các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho học sinh sinh viên đi du học đây cũng là một trong số các lý do để số lượng du học sinh người việt tăng đáng kể trong những năm gần đây du học tự túc là hình thức du học trong đó du học sinh tự chi trả các chi phí liên quan đến việc du học trong những năm gần đây, hình thức du học này ngày càng phát triển, theo thống kê, có đến gần 90% số du học sinh của Việt Nam đang du học theo hình thức này. Trong đó, du học truyền tiếp đang được đông đảo phụ huynh và học sinh quan tâm lựa chọn. Đây là hình thức các trường đại học trong nước liên kết với các trường đại học nước ngoài để đào tạo du học tại chỗ và liên thông, một phần chương trình tại Việt Nam và phần còn lại tại nước ngoài. Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí và chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết cả về kiến thức kỹ năng lẫn tính độc lập tự chủ khi chính thức du học ở nước ngoài, đi du học bạn sẽ có cơ hội theo đuổi những ngành học. Bộ môn thậm chí còn chưa được giảng dạy tại các trường đại học trong nước, việc chất lượng bằng cấp của các trường đại học quốc tế được công nhận rộng rãi cũng giúp tấm bằng của bạn đáng giá hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Không chỉ ở Việt Nam, mà ở các quốc gia phát triển khác, họ cũng đưa con em mình đến những nước phát triển nhất để du học ở những quốc gia tiên tiến những trường đại học hàng đầu thế giới mỗi năm có tới hàng vạn du học sinh từ khắp nơi trên thế giới tìm về theo học và có được một tấm bằng có giá trị quốc tế sẽ là điểm cộng lớn khi bạn ứng tuyển vào các vị trí chủ chốt của các công ty đa quốc gia từ đó cơ hội việc làm và thu nhập của bạn cũng sẽ tăng lên dáng kể học tập tại các quốc gia có nền kinh tế kinh tế mạnh mẽ và giáo dục có hệ thống luôn là niềm mơ ước cũng như là mong muốn của đa số bạn trẻ hiện nay Phương pháp giáo dục ở nước ngoài thường rất năng động, tự giác và phát huy tính sáng tạo cá nhân hơn. Trang thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc nghiên cứu và học thuật được minh chứng rõ ràng góp phần xây dựng nền giáo dục chuyên nghiệp. Giúp bạn hoàn thiện kỹ năng học tập và cuộc sống của bản thân, Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua luôn lấy đổi mới giáo dục làm mục tiêu và luôn học tập theo chương trình giáo dục của các nước phát triển, tuy nhiên dù là không ngừng đổi mới thì chúng ta cũng phải thừa nhận nền giáo dục tại Việt Nam chưa thể theo kịp các nước tiến tiến vì vậy du học chính là con đường ngắn nhất để học sinh việt nam được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến tiếp thu tinh hoa của nhân loại du học giúp bạn phát triển kỹ năng sống và hoàn thiện nhân cách cách giáo dục con của người việt thường thiên về bao bọc và che chở con quá mức chính vì vậy tạo nên một thế hệ trẻ sống hời hợt phụ thuộc vào cha mẹ không biết tự lo những hoạt động sống cơ bản cho bản thân không có kỹ năng và kinh nghiệm sống cần thiết đi học nước ngoài chính là cách tốt nhất để thế hệ trẻ thoát ra khỏi vỏ bọc của gia đình tự khẳng định bản thân, tạo lập cuộc sống mới, làm chủ cuộc đời của mình, cũng giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ khi về già. Không có sự trợ giúp của người thân khi sống ở nước ngoài thì chắc chắn bạn sẽ phải tự lo tất cả mọi thứ từ nhà ở. Sinh hoạt, ăn uống, đi lại và tất cả những vấn đề phát sinh trong khi học tập đây là các tốt nhất để rèn luyện lối sống tự lập. Tách mình ra khỏi sự che chở, bảo bọc của gia đình, khả năng thích nghi của bạn với những hoàn cảnh tình huống khác nhau để đúc kết nền tảng kinh nghiệm cho cuộc sống thực tế sẽ được trau dồi ngày qua ngày. Vì vậy, đa phần các em học sinh, sinh viên Việt Nam khi du học và trải nghiệm cuộc sống du học đã trở thành những cá nhân xuất sắc. Hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình, có ý thức hơn đến việc đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Khi đi du học bạn sẽ có dịp giao lưu gặp gỡ với bạn bè năm châu bốn biển, mỗi người bạn gặp sẽ cho bạn hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau mở rộng mối quan hệ và học cách làm việc trong các doanh nghiệp toàn cầu, trở về nhà, du học sinh đều hiểu biết hơn về thế giới và sẽ biết cách ứng dụng những ý tưởng tốt đẹp đó vào các doanh nghiệp trong tương lai. Quan niệm của người Á Đông có rất nhiều thứ bị cho là lạc hậu so với các nước phương Tây. Chính những du học sinh như các bạn sẽ là những người được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa tiên tiến và đặc sắc trên thế giới. Từ đó mang những điều tốt đẹp về nước góp phần thay đổi và phát triển quê hương giàu đẻ mỗi quốc gia đều có rất nhiều danh lam thắng cảnh có nhiều địa điểm nổi tiếng và độc đáo du học chính là cơ hội để khám phá thế giới với mức chi phí rẻ và hành trình thú vị khi đi du học ngoài việc học ra vào cuối tuần và các kỳ nghỉ các bạn du học sinh thường dành thời gian khám phá các thành phố lân cận hay các thành phố nổi tiếng tại quốc gia mà bạn theo học bạn sẽ được đến những nơi mới mẻ và trải nghiệm cảm giác thích thú khi chinh phục những trò chơi mạo hiểm những môn thể thao mới lạ khi đứng trước những kỳ quan vĩ đại của thế giới cùng với đó bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc gần hơn với người dân sở tại để hiểu thêm về văn hóa của họ được giao lưu và kết thêm nhiều bạn mới được chia sẻ và giúp đỡ từ họ đi du học bạn sẽ không chỉ kết bạn với bạn bè bản xứ mà cả những sinh viên quốc tế đến từ một nơi thật xa giống bạn vậy sự giàu có và thành công của bạn không chỉ là tiền của bạn nhiều hay ít mà còn ở mối quan hệ của bạn như thế nào quan hệ bạn bè rộng rãi mang lại cho bạn nhiều sự giúp đỡ và chia sẻ từ khắp nơi trên thế giới hãy tận dụng cơ hội vòng quanh thế giới trước hết qua việc kết bạn với những người bạn mới ngoại ngữ là tiêu chí không thể thiếu khi bạn xin việc trong thời đại này và việc dạy và học ngoại ngữ ở việt nam đang còn nhiều điều bàn cãi các trung tâm ngoại ngữ ngày càng nhiều với đủ các phương pháp giúp bạn học tốt ngoại ngữ tuy nhiên không có gì hiệu quả hơn việc ôn luyện một ngôn ngữ bằng cách sống tại quốc gia bản xứ ngay tại thời điểm đó bạn sẽ được bao quanh bởi ngôn ngữ đó mỗi ngày bạn buộc phải nói chuyện với thầy cô thảo luận với bạn bè các chủ đề đa dạng xoay quanh việc học và cuộc sống ngoài ra khi đến nước ngoài bạn sẽ được giao lưu với người địa phương từ những chuyến du lịch việc làm thêm hay thậm chí là những sinh hoạt thường ngày nhất sau khi du học trở về việc bạn đã từng sống và học tập tại một quốc gia nước ngoài và sử dụng thành thạo ngôn ngữ của họ sẽ là một lợi thế rất lớn khi bạn xin vào làm tại các công ty đa quốc gia GSE là công ty tư vấn du học uy tín hàng đầu tại việt nam các bạn học sinh và các bậc phụ huynh nếu có câu hỏi hãy liên hệ ngay GSE để được tư vấn miễn phí nha